Chào các bạn, chia sẻ cái sơ đồ mạch điện hai công tắc điều khiển một bóng đèn dùng để bắt bóng đèn cầu thang. Sơ đồ mạch điện hai công tắc điều khiển một bóng đèn dây lửa màu đỏ, còn dây nguội màu xanh, ký hiệu chữ N Neutral Way. Dây lửa này đi qua cầu chì nè, đi qua công tắc ở tầng trệt và đi qua công tắc ở lầu 1 và đi qua bóng đèn. Những cái công tắc này là công tắc ba chấu ha. Có một ô số 0, số 1, số 2, số 1, số 2 và số 0. Chúng ta bắt cái dây lửa đi qua cầu chì, đi vào số 0 của công tắc ở tầng trệt và công tắc số 1, số 2 nối liền với công tắc số 1, số 2 của lầu 1 và dây số 0 đi qua bóng đèn và một dây của bóng đèn nối với lại dây nguội. Khi chúng ta ở tầng trệt bật công tắc thì nó mạch điện nó sẽ liền đi qua cái ô số 1, đi qua số 1 của công tắc lầu 1 và mạch điện liền, bóng đèn sẽ sáng. Và chúng ta đi lên cầu thang thì tắt công tắc thì mạch điện nó sẽ hở và cái bóng đèn nó sẽ tắt. Và khi ở lầu 1 chúng ta bật công tắc thì cái mạch điện nó sẽ liền và cái bóng đèn nó sẽ sáng. Và đi xuống tới tầng trệt chúng ta bật công tắc thì mạch điện nó sẽ hở, bóng đèn nó sẽ tắt. Nguyên tắc hoạt động của bóng đèn hai công tắc dùng cho một bóng đèn là như vậy. Chia sẻ cách câu dây điện cho bóng đèn cầu thang hai công tắc điều khiển một bóng đèn công tắc ba chấu. Công tắc sử dụng cho bóng đèn cầu thang phải là công tắc ba chân hay là công tắc xê chìa. Ở giữa là ô số 0 nè, số 1, số 2. Còn cái đầu bên kia cũng vậy, ở tầng trệt số 0, số 1, số 2 và chúng ta nối liền hai cái dây số 1, số 2 ở lầu 1 nè với lại số 1, số 2 ở tầng trệt. Hai dây này song song sử dụng màu vàng ha. Còn ở lầu 1 chúng ta câu một dây lửa vào ô số 0 và ở tầng trệt chúng ta câu một dây lửa đi ra bóng đèn và bóng đèn kết nối với lại dây nguội màu xanh. Bây giờ cắm điện vào kiểm tra ha. Chúng ta đang ở lầu 1 nè, đi xuống bật bóng đèn. Bóng đèn sáng, đi xuống tới tầng trệt tắt. Và chúng ta đang ở tầng trệt nè, bật bóng đèn cầu thang sáng và đi lên tới lầu 1 tắt. Nguyên tắc hoạt động của nó rất là đơn giản. Tạm biệt các bạn.